vào đây chính là cái kệ tivi gõ đỏ, kiểu dáng thiết kế là hiện đại các bạn ha. Cái kệ tivi này thì bên mình mới vừa sản xuất xong đó, thì hôm nay mình sẽ quay lại để các bạn cùng xem nhé, cùng tham khảo nhé. Cái mẫu mã kệ tivi này thì sẽ rất là phù hợp đối với những cái không gian nhà hiện đại nè, những bạn trẻ năng động đó, rất đẹp các bạn. Thiết kế đơn giản không quá cầu kỳ, và đặc biệt được làm từ 100% chất liệu gõ đỏ các bạn ha, chất liệu của gõ đỏ 100%, không pha cây các bạn nhé. Các bạn quan sát thấy được là những cái thớ bông vân rất là đẹp. Đây là gõ đỏ 100% các bạn ha. Đó, bông vân rất là đẹp luôn. Và cái kệ này thì hiện tại mình đang có sẵn là 2 cây. Đó. Mình lên số lượng không nhiều, nhưng mà những sản phẩm mình lên thì mình sẽ chú trọng nhiều hơn về cái thẩm mỹ ha. Đó. Chất lượng hơn số lượng các bạn nhé. Một mẫu thì mình lên khoảng chừng vài cây thôi. Đó. Các bạn hãy nhanh tay lẹ chân nhé. Rồi, về cái kích thước của cái kệ tivi này á, thì kích thước của nó với cái chiều ngang là 2m2 các bạn ha. Từ bên trái nè sang bên phải là 2m2, rất là rộng rãi luôn các bạn. Và chiều sâu của nó là 45 đó. Chiều cao từ mặt đất lên tới cái bệ của kệ tivi á là 61 các bạn nhé. Cái chiều cao này rất là phù hợp để các bạn ngồi quan sát ngang tầm mắt của mình ha, không quá cao và cũng không quá thấp đó. Kiểu dáng kệ được thiết kế theo cái kiểu là đơn giản các bạn nhé. Ở chính giữa thì mình sẽ có một cái bệ để tivi nè. Cái bệ này thì mình làm rất là rộng luôn. Cái bệ này mình làm tới là ngang 1m4 các bạn ha, rất là rộng rãi. Các bạn có thể để được những cái tivi bự từ 60 inch, 65 inch vẫn vừa các bạn nhé. Và hai bên thì mình có thể để thêm những cái loa nè, hoặc là những bức tượng, những cái pho tượng, những cái bình hoa đó để trang trí nhé. Đây các bạn quan sát ha, cái thớ bông vân gõ đỏ rất là đẹp đó, bông vân xoắn xít rất là đẹp luôn các bạn. Đây là gõ đỏ 100% ha đó. Chất gỗ bên mình đã cho lựa chọn rất là liền lạc ha. Và cái màu sắc sơn thì bên mình cũng cho sơn một cái lớp sơn BUM đó. Và cái phần trà nguội thì bên mình đã cho làm nguội rất là kỹ ha. Các bạn sờ rất là láng tay luôn. Từ những cái chỗ bên dưới nè. Đó, tất cả những phần bên dưới, phần khung, phần cạnh á là mình sẽ cho làm nguội hết. Rất là láng tay các bạn. Đó. Cái màu sắc sơn có thể nói là rất là căng các bạn ha. Rất là căng, rất là đẹp. Bông vân cây cối tự nhiên hoàn toàn các bạn ha. Cái kệ tivi này thì là bông vân tự nhiên các bạn nhé. Bên mình không có vẽ vân ha. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi sâu hơn về bên trong của kệ tivi ha. Ở bên dưới cái bề mặt cái bệ tivi thì mình sẽ có một cái chân nguyên khối. Đây, cái chân nguyên khối các bạn, rất đẹp các bạn ha. Một cái chân có thể nói là rất là đẹp luôn. Bông vân xoắn xít nè. Xung quanh cái chân này mình sẽ làm một cái khung chỉ đó để bao xung quanh, rất là đẹp các bạn. Một cục gỗ dày nguyên khối các bạn ha, rất là cứng luôn các bạn ha. Rất là dày dặn. Và bên dưới thì mình sẽ làm bốn ngăn kéo. Bốn ngăn kéo này thì mình làm kích thước như nhau, kích thước rất là rộng rãi đó. Để các bạn quan sát ha, ở bên trong thì mình đã cho sơn xịt như nhau, trà nguội láng mịn bên trong bên ngoài đó. Và kích thước hộc kéo thì mình sẽ làm rất là rộng rãi luôn, các bạn để đồ thoải mái ha đó. Những ngăn kéo này thì mình làm với kích thước như nhau các bạn ha, đều rộng rãi như nhau đó. Cây cối đều là gõ đỏ các bạn ha, gõ đỏ từ trong ra ngoài hết, mình không pha cây nhé. Khác với những dòng hàng chợ giá rẻ thì người ta sẽ pha cây, nhưng mà mình là bên trong bên ngoài là gõ đỏ hết ha, rất là đẹp đó. Khung cánh dày dặn liền lạc các bạn nhé, rất là khít luôn các bạn, lắp ráp rất đẹp. Và bên ngoài thì mình sẽ cho chọn lọc những cái phần chám bông vân đẹp ha. Đây, những cái phần chám bên ngoài để mình chơi vân nhé. Đó, rất đẹp các bạn. Và ở đây mình gắn một cái núm là bằng gỗ các bạn ha, để khi mình cầm nắm á, nó sẽ tiện lợi hơn nhé. Đó.
Rồi, bây giờ mình sẽ xuống cái phần bên dưới ha. Cái phần bên dưới là cái phần chân. Ở dưới dàn chân này thì mình sẽ làm là 8 cái chân các bạn nhé. Đó, 8 cái chân. Đây là chân nguyên khối các bạn nhé. Một cục gỗ luôn các bạn. Mình sẽ làm đằng trước là 4 cái nè. Và đằng sau là 4 cái. Đó. Đây, các bạn thấy phần đằng sau ha, cũng là 4 cái nhé. Và các bạn quan sát được rằng cái kệ này là bông vân đều đẹp như nhau. Đó, trước sau là như một các bạn ha. Những cái phần bông vân gõ đỏ tự nhiên đó. Mình quay cả đằng sau luôn để các bạn cùng xem nhé. Rất đẹp. Hiện tại thì cái kệ tivi này á, thì bên đồ gỗ Hòa Phát đang có mức giá là 15 triệu đồng các bạn nhé. 15 triệu đồng thì bên mình sẽ miễn phí vận chuyển trong phạm vi là 40 km. Đó. Các bạn chỉ bỏ ra số tiền là 15 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một cái kệ tivi gõ đỏ có kích thước rất là to ha, kích thước dài là 2m2 đó, rất là to, rất là bệ vệ luôn, và được đóng ráp trực tiếp tại xưởng đồ gỗ Hòa Phát ha, được sơn BU cao cấp mịn màng đó. Bông vân cây cối tự nhiên hoàn toàn các bạn nhé. Bông vân là tự nhiên hoàn toàn và được cho chọn lọc bông vân ha, rất đẹp các bạn đó. Nếu các bạn thích cái sản phẩm này, các bạn hãy liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Bên mình sẽ tư vấn kỹ hơn nhé. Rồi mình chào các bạn ạ.